Alo, thưa các anh chị và các bạn trẻ, thì thật là một điều bất ngờ mà hôm nay là hóa ra thành ngày sinh nhật của bà xã tôi. Bà xã là thì sinh nhật ra cách đây gần tuần á, gần tuần rồi á. Tất nhiên là ngày 17 tháng 5, chắc là phải là 16 tháng 5. Nhưng mà tôi không biết, nghe nói chị Minh hỏi tôi là không biết có mấy tên trên Facebook có nhiều người chúc Sam Hồ mà chúc xóa là ngày sinh nhật vui vẻ. Thì ở đây không biết ai là ai biết hết, mà đây là những người Việt Nam biết mà thôi. Nên chị, hôm nay là thật là một điều bất ngờ cho bà xã tôi. Đáng lẽ là bà xã tôi sẽ đích thân nói cảm ơn các anh chị. Cả thứ nhất đó là đã đến tham dự cái buổi họp mặt hôm nay, và thứ hai nữa là cho bà xã tôi một cái điều bất ngờ trong cái ngày sinh nhật. Một lần nữa chúng tôi xin thành thật cảm ơn các anh chị, cảm ơn anh Duy Minh đã cho chúng tôi cái cơ hội có mặt hôm nay ở đây, và cảm ơn nhạc sĩ Dũng đã đưa những tiếng hát tiến đàn đưa tiếng hát lên rất cao. Cảm ơn Mai và cảm ơn Lan nữa. Lan là người mà thay mặt tôi để mời các bạn trẻ để tham dự. Vì thực sự ấy, đáng lý là tôi phải vẫn đã mời đây, nhưng mà không có cái email của nhóm, không có số phone, nên phải nhờ Lan đứng ra mời. Mai một lần nữa thành thật là cảm ơn Mai. Ngày mai cái nhật sinh nhật của mình nha, làm bánh nha. Cảm ơn em MC Mai nữa. Và người mà làm những cái bánh rất là đẹp.